nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Tham gia buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã trao quyết định số 3116 về việc hỗ trợ chi phí nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị có hàm chứa công nghệ tiên tiến cho công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Đà với kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng. Và quyết định số 3324 về việc hỗ trợ chi phí mua thiết bị phục vụ đổi mới công nghệ cho công ty cổ phần điện Trường Giang với kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho 28 lượt doanh nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 4.431 triệu đồng. Phần lớn các doanh nghiệp được nhận hỗ trợ là doanh nghiệp khoa học công nghệ và một số doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động đổi mới công nghệ. Với chính sách hỗ trợ này, các doanh nghiệp đã nâng cao hoạt động nghiên cứu và triển khai chuyển giao công nghệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ. Qua đó tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp có khả năng làm chủ được công nghệ, từng bước tăng tỷ lệ tự động hóa, thay thế sức lao động của con người. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ trực tiếp cho 10 doanh nghiệp thực hiện các dự án đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và đăng ký nhãn hiệu, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với tổng kinh phí trên 1.306 triệu đồng và hiện nay vẫn đang tiếp tục xem xét, xử lý 4 hồ sơ đề nghị hỗ trợ khác.